I don't wanna say anything, cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với kênh của Top 1 Haya T. Và bộ trang phục ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là trang phục quỷ diệm các bạn ha. Các bạn nhìn xuống phép bộ trợ thì thấy nó hơi lạ lạ đúng không nè. Thì hôm nay mình sẽ cầm trừng trị để mình đi đường các bạn ha. Thì sở dĩ có video clip ngày hôm nay là vô tình mình search trên thanh công cụ tìm kiếm của YouTube thì mình phát hiện ra một cụm từ các bạn ạ, rất là thú vị. Đó chính là cụm từ Haya T đi rừng. Thì hôm nay mình sẽ thực thi luôn cho các bạn thấy là Haya T có sử dụng được ở trong vị trí rừng hay không, và nó mạnh hay là yếu như thế nào. Thì mời các bạn xem hết video này và cùng phân tích xem Haya T mạnh hay yếu khi đi rừng các bạn ha. Ok, và bây giờ bắt đầu trận đấu ngay thôi nào. Và đây chính là mạng đầu tiên dành cho Haya T. Ok. Và quay lại với chủ đề chính của ngày hôm nay là các bạn có nên sử dụng Haya T vào vị trí đi rừng hay không. Thì theo ý kiến chủ quan, theo ý kiến cá nhân của mình thôi các bạn, là không nên sử dụng Haya T vào vị trí đi rừng các bạn ha. Vì có những lý do như sau đây. Lý do đầu tiên là Garena không cho phép Haya T đi rừng, hoặc nói chính xác hơn là không khuyến khích Haya T đi rừng các bạn ạ. Vì sao vậy? Vì cái nội tại, khi các bạn đọc cái nội tại của Haya T á, là sẽ có một cái dòng như thế này: giảm 50% sát thương quái rừng. Tức có nghĩa là sao? Tức có nghĩa là khi mà các bạn đánh quái rừng bị giảm đi 50% sát thương so với đánh lính hoặc là đánh vào tướng địch. Rõ ràng với cái lượng, với cái nội tại này thì Haya T không được khuyến khích để đi rừng, vì ở những giai đoạn đầu game farm rất là chậm, farm cực kỳ vất vả luôn. Về sau có đồ rồi á thì farm nó tương đối nhẹ nhàng hơn, nhưng ở giai đoạn đầu game như thế này farm rất là vất vả, cũng như là ăn những cái bùa lợi như rong, tà thần hoặc là tranh chấp rừng chẳng hạn, nó sẽ gây ra rất là nhiều khó khăn cho Haya T các bạn nha. Và cái lý do thứ hai để các bạn không nên đưa Haya T vào rừng, đó chính là không hợp với meta. Vì sao vậy? Vì sao lại không hợp với meta các bạn? Vì hiện tại meta là meta mùa 20, không khuyến khích xạ thủ đi rừng. Mà vì sao không khuyến khích xạ thủ đi rừng các bạn hiểu không? Việc đầu tiên là rừng không còn nhiều tài nguyên, nhiều tiền như trước đây nữa. Cái việc thứ hai nữa là cái việc tranh chấp rừng thường xảy ra lắm các bạn. Mà xạ thủ thì ở giai đoạn đầu game nó rất là yếu và không có hiệu ứng khống chế, không có hiệu ứng CC, cho nên rất là dễ bị cướp rừng luôn. Thậm chí là trong những cái phút ở giữa game các bạn thường bị bắt lẻ, thậm chí là khi các bạn chui vào rừng ấy, các bạn thường bị sát thủ team bạn bắt lẻ lắm. Cho nên là cái việc đi rừng, AD đi rừng á, xạ thủ đi rừng không còn được chuộng như trước đây nữa nha các bạn. Rồi cái việc thứ hai nữa là rừng cần phải răng sớm và hỗ trợ đồng đội ăn những cái bùa lợi ở giai đoạn đầu game. Nhưng xạ thủ ở cái giai đoạn đầu game này rất là thọt, đam lượng đam rất là yếu, mà còn bắt buộc phải đi răng sớm và hầu như là không có khả năng khống chế, cho nên là không có khả năng hiệu ứng CC, cho nên là cái việc răng và ăn cái bùa lợi, tranh chấp giữa các bùa lợi nó gặp khó khăn, rất là khó khăn các bạn. Cho nên nói là xạ thủ ở mùa 20 này không được chuộng, nói chung là không phải là meta đi rừng nữa nha. Meta đi rừng bây giờ là sát thủ và đấu sĩ thôi, chứ không còn là meta của xạ thủ đi rừng như trước đây nữa. Và cái việc thứ ba mà mình muốn nói đến là tại sao các bạn không nên dùng Haya T đi rừng là ở chỗ phép bổ trợ các bạn ạ. Vì khi đi rừng các bạn bắt buộc phải dùng trừng trị để đi rừng. Chính vì lẽ đó cho nên các bạn không thể nào dùng tóc biến hoặc là thanh tẩy. Nhưng đối với Haya T, tóc biến hoặc thanh tẩy nó bổ trợ rất là nhiều cho chiêu cuối của Haya T. Cho nên nếu mà không được dùng hai phép bổ trợ này thì chiêu cuối của Haya T nó không còn đáng sợ và cũng không còn phát huy tác dụng tối đa như trước đây nữa. Cho nên đây là lý do mà khiến cho mình nghĩ là các bạn không nên dùng Haya T đi rừng ở meta mùa 20 này các bạn nha. Ok, và đó là ý kiến riêng cá nhân chủ quan của mình thôi. Không biết là các bạn có suy nghĩ như thế nào về cái việc mà dành Haya T đi rừng ở cái mùa 20 này các bạn nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với trận đấu ngày hôm nay sớm thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ thì chúng ta đã hồi sinh rồi nha.
và quái ở khu vực rừng đang hồi sinh rất là nhiều. Chúng ta sẽ tận dụng cái nguồn tài nguyên này để farm thêm một tí, để có thêm một tí cái lượng trang bị để chúng ta có thể giao tranh tốt trong những cái pha combat sắp tới các bạn nha. Về trang bị của Hayate thì do phải cầm thêm một trang bị rừng, cho nên mình cũng thay đổi một xíu dành cho cái trang bị Hayate trong cái trận đấu ngày hôm nay. Chính xác là mình sẽ bỏ đi cái song đao bảo táp các bạn ạ, để thêm vào đó là trang bị đi rừng các bạn ha. Lại có thêm một mạng rồi là 5-1 các bạn ơi. Mấy nay thì không biết là các bạn leo rank các bạn có gặp cái trường hợp hát map không các bạn. Thì thông thường á, trước mùa 20 mình rất là gặp rất là ít luôn, gặp rất là ít các bạn hát map luôn. Nhưng mà không biết sau khi bắt đầu mùa 20 này á, cái tình trạng hát map nó diễn ra gần như là tràn lan luôn các bạn. Cứ khoảng tầm 5 trận thì mình bắt gặp đâu 1 đến 2 bạn hát map rồi. Nó rất là căng thẳng và rất là ức chế trong những cái trận đấu đó hôm đó nha. Ví dụ như mấy bạn hát map, mấy bạn hát rất là lộ liễu luôn, nhưng cho nên là rất là khó chịu. Mình cũng đã report bạn ấy rồi, nhưng mà thực sự ra report không biết là mình cũng không biết là có tác dụng hay không, và bao giờ Rana nó mới xử lý những cái trường hợp như vậy. Nhưng cũng phải cố gắng thôi các bạn, mình cũng phải cố gắng thôi chứ thực sự ra gặp hát map là thua, coi như là thua ván đấu đó hôm đó luôn, rất là ức chế ha. Nhưng mà cũng phải thôi, phải cố gắng thôi, có trận này trận nọ. Nhưng mà mình hy vọng là cái tình trạng hát map nó sẽ được cải thiện trong cái khoảng thời gian sắp tới các bạn nha. Ok, và bây giờ chúng ta đang có 3 thành viên ở đây tranh thủ ăn cái bộ lợi rồng này. Ở mùa 20 như mình đã nói thì rồng và tà thần rất là quan trọng nha các bạn. Và bây giờ chính xác là mình đã có được con rồng này rồi nha. Ok, Superman kìa. Chúng ta sẽ làm một cái pha bủa dây Superman. Anh ta bật tốc hành và chạy rất là nhanh. Anh ta gần như là biết chúng ta đang ở đây, chạy thẳng sang đường tà thần, chạy thẳng sang đường rồng luôn. Laurier kìa, Laurier cũng không bắt được, không thể nào bắt được Superman các bạn ạ. Anh Superman này rất là tỉnh, bạn thấy là Superman này rất là tỉnh ha. Trong cái pha đó mà Superman không đi vào trong rừng, anh ta đi thẳng vào cái khu vực, anh đi thật sâu vào cái khu vực của đường rồng để anh ta né được mình ha. Chúng ta đang có 6-1-0, một cái tỷ số nó tương đối là xanh xao ở cái phút thứ 9 này nha. Và mình thấy là tà thần cũng ra rồi, và chắc có lẽ là trong khoảng thời gian sắp tới rồi, team mình sẽ tập trung ăn tà thần các bạn ạ. Ăn tà thần càng sớm thì cái bùa lợi, khả năng ép đường của mình nó sẽ có càng sớm, nó càng sớm để mình giành được những cái lợi thế nhất định nhìn cho team các bạn nha. Ok, và pha combat đang diễn ra, người bị bắt lại đó chính là Van Heel. Và Van Heel chết rồi, rá tả xung ngũ đột chạy vô, nhưng làm sao chạy được đây, anh ta cũng bỏ mạng theo anh chàng Van Heel luôn. Nhưng mà trước khi chết thì anh ta cũng hạ được Laurel rồi các bạn ạ. Rất là tiếc dành cho cô nàng Laurel nha. Ok, team ơi, spam xong cái bãi quái này chúng ta sẽ tiến hành ăn tà thần thôi. Đang có sự xuất hiện đẩy lẻ của anh chàng Superman, nhưng mà mình hy vọng là Celica team mình có thể lo được các bạn nha. Hy vọng là bạn ấy có thể lo được anh chàng Superman. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ, đây là cái thời điểm quan trọng, thời điểm quyết định để chúng ta có thể ăn được tà thần hay không đây. Ok, và chính xác là chúng ta đã hạ được tà thần ha. Phoenix làm gì đây, Phoenix lộn vô bắn chúng ta dữ dội. Và đó chính là mạng dành cho Wii. Ok, Wii rất là, đánh rất là tốt trong cái pha vừa rồi nha. Wii dùng combo rất là chuẩn. Nói chung là hồi nãy, lúc nãy là Wii dùng combo rất là chuẩn, kéo máu Phoenix rất là nhiều. Chứ nếu không là Phoenix lộn xuống là bắn solo với Hayate, pha đó là không khéo là mình phải chết rồi các bạn. Ok, lại có một pha bắt người rồi, và người nằm xuống đó chính là Valheim. Team ta tiếp tục tràn lên, có ai bị bỏ mạng hay không đây? Và câu trả lời là không, Superman đang tiếp tục đẩy lẻ các bạn ạ. Đang vòng từ phía sau, mình cảm nhận được một cái sự nguy hiểm. Nhưng mà Superman hiện tại thì đồ, lượng đồ không có nhiều, cho nên là mình tự tin bắn được Superman các bạn nha. Team bạn đang cố gắng thủ trụ đúng không ạ? Superman đây rồi, Superman đang cố gắng ủi mình vô trụ. Nhưng mà mình có dịch chuyển ra mà, anh ta hết máu chạy về rồi. Đây là có phải mạng dùng cho mình đâu. Ô, tinh linh giết người luôn các bạn, tinh linh thật là tuyệt vời. Tinh linh giết người luôn các bạn, thấy không? Cái lượng sát thương từ tinh linh là cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà mình thấy cái lớp giáp phép đến từ vị trí của John, không biết
trong cái trận này hình như là Son hơi sợ bạn Lorion, cho nên là lên luôn cái một cái kiếm, kiếm phép, cái kiếm nó vừa tăng tốc độ đánh và tăng thêm cái lượng giáp phép nữa. Mình quên cái tên cái kiếm đó là gì rồi. Và thỉnh thoảng là cái kiếm đó mình cũng sử dụng nha, nhưng mà mình thấy rất ít người sử dụng cái thanh kiếm đó. Cái thanh kiếm nó có thể cho các bạn thêm tốc độ đánh cũng như là cái khả năng giáp ảo nè, và cái lượng giáp phép nó tương đối là đáng kể để các bạn có thể chống chọi được với sát thủ phép team bạn. Ok, và team chúng ta đang dựng đây đại pháo của Celica. Phoenix lăn lên và Tanta ngay lập tức phải nằm xuống. Rat đang cố ra đây để cố gắng thủ trụ, nhưng liệu Rat có làm được điều gì đó không? Tại vì chúng ta đang có cả 4 thành viên của chúng ta đang ở đây. Rat đẩy vô về rồi nhưng mà vẫn còn con xe. John tầm bắn quá dài, anh ta đây khó chịu cho team chúng ta. Không thể nào đẩy được cái trụ này, rất là khó chịu đến từ vị trí của John các bạn ạ. Tầm bắn của Son là cực kỳ kinh khủng luôn. Và nói đến đội hình của đối phương, hiện tại mình thấy là đội hình của đối phương đang có 3 xạ thủ, đó chính là Phoenix, John và Van Heel các bạn. Van Heel là một trong những vị tướng khắc chế khá tốt cho Hayate các bạn ha. Son ở giai đoạn cuối game như thế này đây, bắn rất là khó chịu bởi vì sải tay của Son rất là dài các bạn. Nó gây khó chịu rất là nhiều trong những cái pha đẩy trụ combat của chúng ta. Khi mà John đứng sâu vào trong thì thật sự ra team mình cũng không có sát thủ để lao vào bắt được John, cho nên là John tự tin bắn trong những cái pha đó lắm. Và thật sự là nói là khi mà mình có team bạn có cái đội hình như thế này, mình cũng hơi ngán để vào combat các bạn, bởi vì hầu như là ba xạ thủ có lượng sát thương rất là kinh khủng, cho nên là khi mà vào mà tầm đánh của ba bạn đó thì chắc chắn là mình cũng không có thể nào sống sót được để trở ra các bạn ha. Và vừa rồi lại là một pha combat thành công của team Hayate các bạn ha, rất là tuyệt vời dành cho những cái đồng đội của Hayate. Hiện tại lượng trang bị của mình nó cũng tương đối là nhiều rồi, cũng gần như là full trang bị rồi các bạn. Mình sẽ tranh thủ farm một tí nữa, và lượng với cái lượng tiền là khoảng tầm 900 đến 1000 tiền này đủ để mình bán đi cái giáp hồi sinh để mình mua liềm trong những cái pha mất giáp hồi sinh các bạn ha. Kỹ năng mua bán đồ cũng là một trong những kỹ năng quan trọng để các bạn có thể leo rank tốt các bạn ha. Nhưng tuy là nó hơi khó sử dụng, nhưng nếu một khi các bạn sử dụng được kỹ năng này thì các bạn sẽ leo rank rất là tốt. Leo rank rất là tốt luôn các bạn. Ok, ở đây chính là pha này thì chết thôi các bạn ơi, chạy làm sao được nữa. Hayate là tướng kỵ của Superman, cho nên là thực tế là Superman muốn chạy với Hayate nó cũng cực kỳ là khó. Ở đây Rat có thể bỏ mạng đây, nhưng mà Rat về kịp các bạn nha. Đại pháo của Celica dựng lên bắn sập cái trụ ba của team bạn rồi, và bây giờ mình chỉ còn một đường không, có lẽ là win luôn cái đường này rồi các bạn à. Liên tục là những cái cú phát bắn từ John rất là khó chịu các bạn à. Laurea không còn nhiều máu nữa nên cho cô ta quyết định là không lao lên. Đó chính là một sai lầm của Rat. Rat có nằm xuống hay không đây? Và Rat là người đầu tiên nằm xuống trong pha combat này. Phoenix lao lên nhưng làm sao sống sót được trong cái pha này được các bạn ơi. Thật là một sự sai lầm dành cho bạn Phoenix các bạn ạ. Ok, và team chúng ta đang có ở đây. We lao lên giết được Van Heel. Người phải nằm xuống tiếp theo đó chính là không ai khác, chính là John, chết ngay trong trụ tế đàn. Superman đang cố gắng ủi, nhưng mà làm sao anh ta ủi được khi mà tất cả thành viên của chúng ta đang phải còn sống các bạn ạ. Tan trụ để bê luôn nè. Và trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Hy vọng là các bạn tặng cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình trong khoảng thời gian sắp tới các bạn nha. Còn bây giờ xin chào và bye bye các bạn.